Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Bây giờ xin mời chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Roma chương 12 câu 1 câu 2. Roma chương 12 câu 1 câu 2. Chúng ta cùng nhau đọc chung hai câu kinh thánh này. Roma chương 12 câu 1 câu 2. Dạ, xin Hội Thánh đồng đọc. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta xin đọc lại lần thứ hai. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng là sự thờ phượng phải lẽ, nhưng ngài biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn. Không cần. Nó bị cái này là gió nó bị ồn. Rồi cảm tạ Chúa. Chủ đề tôi chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là sự thờ phượng phải lẽ. Khi sứ đồ Phaolô ông dùng cái từ sự thờ phượng phải lẽ, điều đó đó là một cái sự hướng dẫn để chúng ta thờ phượng đúng lẽ, phải không ạ? Như vậy thì nó sẽ có cái sự thờ phượng không phải lẽ. Và đa phần chúng ta thờ phượng theo cái sự dẫn dắt của những cái thế hệ đi trước, rồi tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Và đôi khi cái sự thờ phượng đó chúng ta dường như chúng ta bị rập khuôn, chúng ta bị in trí và nó trở thành mặc định. Và nếu như ai thờ phượng khác hơn thì chúng ta cho đó là sai. Sự thờ phượng không xuất phát từ con người, mà sự thờ phượng xuất phát từ Đức Chúa Trời, Ngài chỉ dẫn cho sự thờ phượng. Sự thờ phượng không phải đến khi Chúa Giê-xu Ngài đến thì Ngài mới hướng dẫn cái cách thờ phượng. Nhưng sự thờ phượng ban đầu từ thời của Adam Eva, Đức Chúa Trời đã dạy cho cái cách để thờ phượng rồi. Và thế hệ hậu thế của ông là Abel, Cain và Abel, thì Chúa đã chỉ cho cái cách thờ phượng. Và trong hai cái sự thờ phượng đó, một loại thờ phượng được Chúa nhậm, còn một loại thờ phượng Chúa không nhậm. Như vậy có sự thờ phượng Chúa đẹp lòng và có sự thờ phượng Chúa không đẹp lòng, phải không? Các con của Heli thờ phượng Chúa, Chúa không đẹp lòng. Rồi lửa từ bàn thờ lòe ra và giết chết họ. Và khi Chúa Giê-xu Ngài đến, thì trước khi Chúa Giê-xu Ngài thi hành chức vụ, thì nào là người thông giáo, người Pha-si, người Sa-đu-xê, họ có cung cách thờ phượng khác nhau. Dân ngoại có sự thờ phượng khác nhau. Và tất cả mọi sự thờ phượng đó, nó đều là sự thờ phượng đối, có một cái đối tượng để họ thờ phượng, hoặc là Đức Chúa Trời, hoặc là một thần nào đó mà họ tin và họ tôn thờ. Dẫu vậy, sự thờ phượng đó không đúng đắn. Và Chúa Giê-xu Ngài đến và Ngài sửa lại cái sự thờ phượng và Ngài chỉ cho chúng ta sự thờ phượng. Sứ đồ Phaolô được nhắc lại cho chúng ta để sự thờ phượng một cách phải lẽ, đẹp lòng Đức Chúa Trời là như thế nào. Có lẽ ngày hôm nay tôi và chị em đang thờ phượng, sáng nay chúng ta đang thờ phượng, chúng ta có mặt ở đây, nhưng đôi khi chúng ta thờ phượng không phải lẽ. Chúng ta có đi để thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta lại thờ phượng không phải lẽ. Chúng ta có mặt trong sự hiện diện của Hội Thánh và chúng ta có thể hát tất cả mọi thứ, nhưng có thể lắm chúng ta thờ phượng không phải lẽ. Và chúng ta sự thờ phượng phải lẽ đó là sự thờ phượng đẹp lòng Chúa. Và nếu chúng ta bước đi ở trong sự thờ phượng phải lẽ thì chúng ta mới thử cho biết ý muốn tốt lành, rồi đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Trời là thế nào. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái ý muốn của Chúa, hiểu được ý muốn của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, đẹp lòng Chúa và bước vào trong sự trọn vẹn khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Còn nếu không, chúng ta thờ phượng dẫu chúng ta có dành rất là nhiều thời gian để thờ phượng, nhưng mà sự thờ phượng đó không đẹp lòng Chúa. Về sự kiêng ăn cũng vậy. Có những người nghĩ rằng họ nhịn đói đó là họ kiêng ăn. Và họ giống như họ đài cái thân xác của họ, là nghĩ rằng như vậy thì Chúa sẽ nhậm lời. Giống như những đứa con đó đòi hỏi một cái gì đó cha mẹ không đồng ý, và nó nằm xuống nó ăn vạ,
Và cuối cùng là cha mẹ nó cho. Và nó cứ ăn quen, từ cái ăn vạ nó thành ăn quen. Và nếu như Chúa không cho, cha mẹ không cho, là nó làm nó dậy cho đến khi cha mẹ nó cho mà thôi. Đó không phải là sự kiêng ăn đẹp lòng Chúa. Trong Esai 58, Chúa cho chúng ta thấy hai hình ảnh của sự kiêng ăn. Kiêng ăn không đẹp lòng Chúa và kiêng ăn đẹp lòng Chúa là thế nào. Nếu anh chị em có thời gian thì chúng ta đọc Esai 58. Hôm nay chúng ta nói về sự thờ phượng phải lẽ. Trong Kinh Thánh Tân Ước có hai lần Kinh Thánh nhắc về cái sự thờ phượng này. Dẫu không phải là chỉ có hai lần, nhưng mà rải rác trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cái phương cách thờ phượng một cách đúng đắn. Và hôm nay trong phạm vi này tôi sẽ chia sẻ với bà chị em về sự thờ phượng phải lẽ theo sứ đồ Phao-lô dạy và Chúa Giê-xu ngài dạy như thế nào. Trước nhất chúng ta cần xem xét cái từ ngữ ở đây các bạn. Cái từ thờ phượng phải lẽ, cái từ thờ phượng trong tiếng Hy Lạp nó là phủ phục, nằm xuống hay là hôn đất. Đây là ý nghĩa của cái từ thờ phượng. Chúng ta để ý người Hồi giáo họ cũng ảnh hưởng cái sự kiểu thờ phượng này. Người Israel cũng ảnh hưởng sự thờ phượng này. Chẳng hạn như khi họ về tới nơi cha đất tổ thì họ quỳ xuống và cái mũi của họ chạm đất. Điều đó có nghĩa là cái chỗ cao nhất của cái gương mặt, là cái sự sĩ diện của con người chạm xuống mặt đất, thì nó đáng, chỉ xứng đáng được như vậy thôi. Có nghĩa là con người chúng ta, tất cả mọi vinh quang của chúng ta, vinh hiển của chúng ta đều chỉ đáng để chạm xuống đất hay là hôn đất. Chúng ta nhớ cái người đàn bà xấu nết, khi mà Chúa Giê-xu vào nhà của Simon, người đàn bà này lấy chai dầu đập và đổ trên chân Chúa, rồi lấy cái gì? Lấy cái tóc của mình lao chân Chúa. Cái sự vinh hiển của một người phụ nữ, cái điều đẹp nhất của người phụ nữ chỉ xứng đáng đặt dưới chân của Chúa mà thôi. Nếu chúng ta đọc ở trong Khải Huyền chương 4 thì anh chị em thấy tất cả 24 trưởng lão dùng cái mão của mình, cái vương miện của mình làm gì? Quăng ở dưới ngai của Chúa và xứng đáng đặt dưới chân của Chúa mà thôi. Đó chính là cái sự thờ phượng. Thờ phượng là một cái thái độ bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với đấng tạo hóa, đấng yêu thương của chúng ta. Và duy nhất chỉ một mình Ngài đáng được thờ phượng mà thôi. Chỉ một mình Ngài thôi. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một ai đó có ơn, có quyền năng, rồi chúng ta tôn sùng người đó, chúng ta thờ kính người đó, thì chúng ta nghĩ rằng đó là sự thờ phượng đúng. Không, Chúa là đấng ghen tương. Anh chị em nhớ, Thánh Linh đặt ở trong lòng chúng ta ghen tương đến nỗi là gì? Nếu chúng ta yêu mến thế gian, yêu mến bất cứ một cái gì hơn Chúa, thì Chúa ngài ghen tương. Và Chúa cũng chẳng nhường sự vinh hiển cho bất cứ ai, kể cả người ngoài như là Herod. Herod đã tôn thờ, muốn người ta tôn thờ ông, hoặc là nếu một cái nó xa muốn người ta tôn thờ ông, thì Chúa hạ người đó xuống. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái sự thờ phượng đó là chỉ tập trung một mình Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước vào trong nơi thờ phượng Đức Chúa Trời thì anh chị em cần tập trung vào một mình Chúa. Chúng ta không thấy Chúa, nhưng khi chúng ta nhắm mắt lại, mở mắt thuộc linh của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của Chúa rất là rõ. Và lòng chúng ta ngập tràn niềm vui, bình an và sự vinh hiển của Chúa tràn ngập ở trên chúng ta. Chúng ta cảm nhận điều đó rất rõ. Nếu khi chúng ta mới đến, chúng ta cảm thấy rất là nặng nề, rất khó chịu, nhiều điều việc xảy ra. Nhưng khi anh em ở trong sự thờ phượng thì chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt. Niềm vui và tất cả những cái nặng nề đó nó tan biến, niềm vui của Chúa đến trên đời sống chúng ta đầy rẫy. Cái từ thứ hai mà chúng ta cần suy gẫm đó là từ phải lẽ. Ở trong tiếng Hy Lạp, từ phải lẽ là từ logikos, nó có nghĩa là phải lẽ, hợp lý hay là theo lời Chúa. Như vậy cái sự thờ phượng phải lẽ ở đây, nếu như nói về lẽ phải thì người Việt Nam chúng ta thờ ông thờ bà là lẽ phải, có đúng không ạ? Phải không? Ông bà mà không thờ thờ ấy. Nhưng mà cái từ phải lẽ ở đây nó có nghĩa là thờ phượng theo lời Chúa, hay là thờ phượng theo cách của Chúa. Đó là sự thờ phượng phải lẽ. Như vậy chúng ta thấy có quá nhiều cái sự thờ phượng đi. Hồi giáo thờ phượng kiểu một kiểu, Ấn Độ thờ phượng một kiểu, Phật giáo thờ một kiểu, các tôn giáo khác thờ phượng một kiểu. Do Thái giáo bây giờ vẫn thờ phượng theo cách của ngày xưa. Và Cơ Đốc giáo thì thờ phượng, trong Cơ Đốc giáo có nhiều cách khác nhau để thờ phượng. Chánh thống giáo họ vẫn thờ phượng, họ vẫn dâng hương, giống như ở trong Cựu Ước họ vẫn có cái bình hương. Rồi Công giáo cũng thờ phượng, họ nói tôi để cái tượng, nhưng tôi không có thờ cái tượng, tôi chỉ thờ Chúa thôi.
và nhiều cái cách khác nhau, nhưng nó có theo lời Chúa hay không? Như vậy sự thờ phượng phải lẽ còn có nghĩa là thờ phượng theo lời Chúa hay là thờ phượng theo cách của Chúa? Bây giờ chúng ta xem cái phương cách thờ phượng phải lẽ mà sứ đồ Phaolô nói như thế nào. Vậy anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Vì trong câu 1 này đã cho chúng ta một cái phương cách thờ phượng phải lẽ mà sứ đồ Phaolô dạy. Đó là gì? Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Thân thể của tôi và chị em trở thành đền thờ của Chúa. Vậy thì thân thể này đã trở thành đền thờ của Chúa khi nào vậy ạ? Chúng ta cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 16. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Cũng Cô-rinh-tô nhất, đoạn 6, câu 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vậy thì khi nào thân thể chúng ta trở thành đền thờ vậy? Chúng ta cùng xem ở trong Ephesos đoạn 2. Ephesos đoạn 2. Từ câu số 19 cho đến câu 22. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt các thẳng ngôi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Như vậy khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì lập thân thể của tôi và em trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời. Bây giờ trở lại cái đền thờ cũ của chúng ta ngày xưa. Khi chúng ta chưa tin nhận Chúa, chúng ta lập cái bàn thờ. Bao nhiêu người đã từng lập bàn thờ, thờ ông, thờ bà, tổ tiên rồi ạ? Cái bàn thờ mà chúng ta làm, chúng ta có trang hoàng nó không ạ? Sạch sẽ không ạ? Tôn tất không? Tôn trọng không? Đó là chúng ta thờ phượng theo cách cũ. Vậy thì bây giờ cái bàn thờ mà chúng ta thờ bên ngoài, bây giờ Chúa nói bây giờ thân thể của anh em là đền thờ của Thánh Linh Chúa ngự. Vậy thì khi đền thờ mà Chúa ngự, mà Chúa là đấng lớn nhất, dân Hy Lạp họ thờ phượng đến nỗi là biết bao nhiêu cái đền thờ, và cuối cùng họ ghi một cái bàn thờ là thờ Chúa không biết. Sứ đồ Phaolô đến và rao giảng, ông nói cái thờ mà Chúa không biết đó là đấng mà tôi đang rao giảng nè, và đó là cái bàn thờ bên ngoài. Chúa không còn ngự trong cái đền thờ do người ta chạm chỗ nên nữa đâu. Trong công vụ đoạn 17 câu 24 ghi rõ về điều đó. Và Đức Chúa Trời, Ngài bước vào trong đời sống của chúng ta để trở thành đền thờ. Vậy thì nếu chúng ta đã từng chăm sóc bàn thờ cũ một cách rất là trân quý, vậy thì ngày hôm nay chúng ta có chăm sóc cái đền thờ này để nó thật là thánh và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Chúng ta chăm sóc bao nhiêu tiếng đồng hồ trong một tuần? Có phải chỉ ngày Chủ nhật 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi ngày Chủ nhật là chúng ta chăm sóc đền thờ? Không, sứ đồ Phaolô nói gì? Anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đây không phải là chỉ có một buổi của sự chăm sóc thờ phượng, nhưng mà nó là chuỗi ngày của sự thờ phượng. Hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, phải vì sự vinh điển Đức Chúa Trời mà làm. Có hai góc độ của sự chăm sóc. Góc độ thứ nhất đó là chúng ta chăm sóc về thuộc linh, và góc độ thứ hai là chúng ta chăm sóc về thuộc thể. Bởi vì thân thể chúng ta là từ thuộc thể, chúng ta cũng phải chăm sóc thân thể này hay là đền thờ này. Về phương diện về chăm sóc thuộc linh thì chúng ta không phải tạo ra được cái sự thánh khiết ở trong cái đời sống thuộc linh, nhưng sự chăm sóc thuộc linh nó phải bắt đầu từ sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 11. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 11. Chúng ta đọc chung với nhau. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Vậy thì cái thành đền thờ này chúng ta rửa bằng cái nước của hồ Báp-têm nó có sạch không ạ? Không.
nó không sạch. Cho nên là dẫu chúng ta cố gắng làm theo luật pháp một cách nghiêm túc, trọn vẹn như sứ đồ Phaolô thì nó sạch không? Nó cũng không sạch luôn. Nhưng mà lòng Chúa nói sao ạ? Là nhưng nhân danh Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch. Như vậy chúng ta được rửa sạch bởi danh của Chúa Giêsu, chúng ta được rửa sạch bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ đó chị em, chúng ta được rửa sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 3: các ngươi được trong sạch nhờ lời ta bảo cho. Vậy thì khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Trời sẽ hành động ở trong tâm linh của chúng ta. Thực tế tôi và chị em đã được sạch theo cái nhìn của Chúa khi chúng ta tin Chúa rồi. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn còn có những lỗi lầm. Và khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, thờ phượng Chúa đây, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động trong tâm linh của chúng ta và khiến cho chúng ta được sạch. Và qua danh của Chúa Giêsu là danh thánh khiết tuyệt đối, danh đó được đặt ở trên mỗi đời sống của chúng ta được sạch. Trở lại Côrintô nhất đoạn 6 câu 11 này, rồi nhờ danh Chúa Giêsu và nhờ Thánh Linh Chúa Trời thì anh em được sạch, rồi được nên thánh và được xưng công bình rồi. Đây chính là cái phần về tâm linh. Như vậy, phần tâm linh là chúng ta đón nhận bằng đức tin, bởi đức tin. Khi mà chị em bước vào trong sự thờ phượng bởi đức tin, chúng ta tin Thánh Linh của Chúa vận hành, và cái kết quả sau đó chính chúng ta cảm nhận được nó. Sự tươi mới, sự vui mừng. Lòng chúng ta khi hướng về Chúa, chúng ta thờ phượng, thì anh chị em thấy nó không có những cái tiếng nói hay là những cái suy nghĩ lang bang. Bao nhiêu người nói thật lòng đi, bước vào hội thánh thờ phượng Chúa vẫn còn tư tưởng, nó vẫn còn chạy vòng. Còn không ạ? Còn. Không biết giờ này có ai lấy đồ vô, mưa nghe không biết ai có lấy đồ vô hay không. Rồi bắt đầu chạy lòng vòng. Rồi bao nhiêu người trong anh em khi mà thờ vượng Chúa mà cái tâm trí chúng ta muốn tha thứ cho một ai đó, nó vẫn còn cứ vướng hoài không? Anh chị em nếu mà giận một ai đó, ngủ ngon không? Mới cách này mấy hôm, tôi, vợ tôi với con gái tôi, chúng tôi đang chuẩn bị cho ngày mai đây là tốt nghiệp cho các em thiếu nhi. Rồi chúng tôi chọc với nhau, tôi với con tôi bắt đầu hợp tác chọc mẹ đó. Xong rồi vợ tôi giận luôn. Nó không, anh chọc. Giận. Tôi đâu có cố tình đâu mà tự nhiên rồi giận. Trời, thế là đi ngủ, tôi nằm xuống tôi ngủ. Tới gần sáng. Anh ơi, thôi giờ em nghỉ giận anh đó. Em không giận anh nữa, nguyên đêm em ngủ không được. Nói, ủa anh đâu có làm gì em giận đâu, tại em tự em giận mà. Là anh chọc em, anh đùa. Mà thật sự chúng tôi đùa cũng không có đáng đâu. Đùa với nhau hai cha con gọi là phối hợp nhịp nhàng, cuối cùng mẹ nó bị tổn thương. Thì nguyên đêm không ngủ được. Mà không ngủ được thì sao? Có khỏe không? Ăn ngon không? Thờ phượng Chúa được không? Cầu nguyện được không? Đọc kinh thánh không được luôn. Cho nên anh chị em thấy ở đây là gì? Khi mà chúng ta, lòng của chúng ta được sự giải phóng, được tự do, thì lúc bấy giờ chúng ta, cái tâm trí của mình bắt đầu nó trở lại. Ở trong Esai đoạn 35 câu số 10, Esai 35 câu 10 ghi như thế này: những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát mà đến Si-ôn, sự vui vẻ vô cùng ở trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ mà sự buồn bực than vãn trốn đi. Và khi trải qua thời thời gian mà chúng ta hát thờ phượng Chúa thôi, thì buồn bực than vãn nó chạy trốn. Nó liều lạ lắm anh chị em. Cũng là cái lời đó, khi chúng ta đọc thấy bình thường, nhưng mà khi chúng ta hát lên, ngân nga lên, thì nó lại có quyền năng. Chúng ta có để ý điều này không? Thí dụ như cái bài trong danh Chúa Giêsu, trong danh cứu Chúa Giêsu, trong danh cứu Chúa Giêsu ma quỷ ắt phải thối lui. Danh Giêsu là danh cao sang, nhưng mà chúng ta đọc chúng ta thấy không có quyền năng. Nhưng mà chúng ta hát lên nó khác. Trong danh cứu Chúa Giêsu, nhân danh Đức Chúa Giêsu, ta luôn đã thắng không thôi.
Đâu điệp khúc là gì? Danh Giêsu là danh cao sang, nó khác biệt. Cho nên Chúa mang cho chúng ta cái âm nhạc để khi chúng ta bắt đầu hòa quyện, chúng ta bắt đầu hát lên, có tiếng hát lên, thì Chúa nói gì? Chúa ngài ngự trong sự ngợi khen của dân Israel. Như vậy sự ngợi khen Chúa thì Chúa ngài ngự ở trong chúng ta đây. Nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, nếu cá nhân nào mà hát lên ca ngợi Chúa thì đền thờ đó Chúa ngài đang ngự. Chúa ngài ngự trong chúng ta có hai phương diện. Thứ nhất đó là phương diện về bổn tánh, và thứ hai là phương diện về sự hiện diện bày tỏ. Sự hiện diện bổn tánh của Chúa, ngài là đấng toàn tại, ngài ở khắp mọi nơi. Theo lời hứa của ngài, chúng ta tin Chúa, chúng ta có ấn chứng của Thánh Linh. Thánh Linh ở đó nhưng ngài không hoạt động cho đến khi chúng ta bắt đầu ca ngợi Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh của Chúa ngài hành động ở trong chúng ta. Cho nên Chúa cần mỗi một đời sống đền thờ này phải hoạt động. Phải hoạt động. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa bằng cách vỗ tay, chúng ta có thể thờ phượng Chúa bằng cách đưa tay, hay là thờ phượng Chúa bằng cách một cách trân trọng mỗi một người một cái phương cách. Và tôi nói bà chị em, không phải là khi chúng ta vỗ tay thì Chúa mới đến, hay là chúng ta đưa tay thì chúng ta mới nhận được phước nhiều hơn. Nhưng chúng ta khi lòng của chúng ta tập Chúa vào Chúa, thì anh chị em có thể bày tỏ theo những cách khác nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng rập khuôn, tâm trí đừng rập khuôn. Có một ông mục sư kia, mỗi một lần ông hát ngợi khen Chúa là ông cứ nhảy lên. Ông cứ nhảy lên như vậy. Mọi người thấy lạ, không hiểu sao mà ông cứ nhảy. Mà ông già lắm rồi, năm nay là gần 80 tuổi rồi, mà cứ hát thờ phượng Chúa là ông cứ nhảy lên, ông nhảy lên. Thế chừng một ngày kia thì có người lại hỏi ông: dạ mục sư ơi, tại sao mỗi lần mục sư hát là cứ nhảy lên, cứ chụp chụp như vậy chứ vậy? Ông nói: tôi nhảy lên tôi chụp phước. Phước. Ông ngày xưa ông rất nghèo. Thình lình tự nhiên cái giải tỏa cái con đường quốc lộ 50 chạy ngang nhà của ông, giải tỏa đất, ông trở thành tỷ phú thời 2000 hay là năm 90 mấy, là ông lại trở thành tỷ phú. Ông giàu kinh khủng luôn. Từ một người rất nghèo giờ trở nên giàu có, và đất đai của ông lên gấp mấy chục lần. Chắc nhờ ông nhảy lên. Có phải vậy không? Có người bắt chước nhảy nhưng mà không có được miếng gì hết. Nhưng mà tại vì đó là đức tin của ông. Ai nói gì mà kệ, ông cứ nhảy ông chụp. Và cái kết quả là gì? Ông quá giàu luôn. Nhưng mà người khác bắt chước không được. Cho nên chúng ta không đập khuôn. Chúng ta không đập khuôn. Cho nên ở đây nói gì? Đừng làm theo đời này. Để làm theo đề này, chúng tôi sẽ nói về cái đề làm theo đề này như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nó xuất phát từ cái tâm linh của chúng ta, cái lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Và anh chị em tự do bày tỏ. Tôi đã từng gây vấp phạm cho một người. Em này thiếu niên. Thì năm 1997, chúng tôi mở một cái hội thánh ở tại Củ Chi. Và em này thiếu niên cho nên là khi thờ phượng Chúa thì em ngồi, tại vì chúng tôi có một cái bàn dài rồi thờ phượng Chúa, những ai mà vào sau thì sẽ ngồi từng cái ghế. Nó có cái bàn để mà ngồi thờ phượng Chúa. Thì mọi người cầu nguyện, tất cả cầu nguyện rất là mạnh mẽ. Thì em cứ ngồi, em cứ gõ, cứ vậy. Rồi tôi lại tôi vỗ vai em một cái, tôi nói: thờ phượng Chúa mạnh mẽ lên, con cứ gõ hoài. Lần sau nó nghĩ thờ phượng Chúa luôn. Rồi thì cái vỗ vai của tôi là khích lệ đúng không? Đúng không ạ? Nhưng đối với người mạnh mẽ thì khích lệ là nhận được. Và đối với em này, nó không chấp nhận được. Nghĩ luôn. Để khỏi ai gõ nó, khỏi ai vỗ vai nó. Cho nên có những người chúng ta cần phải giúp họ, để thúc đẩy họ bước vào trong sự dựng Chúa. Có những người họ chưa bao giờ nếm được sự ngọt ngào ở trong Thánh Linh. Cho nên họ chưa có thể bày tỏ hết tấm lòng. Bây giờ nếu tôi đứng đây, tôi nói với vợ tôi: anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em lắm, anh yêu em nhất trên đời, anh em vô điều kiện, anh yêu em vô cùng, thì sao ạ? Nhưng mà nếu tôi có cảm xúc, anh yêu em, I love you so much, nó khác đúng không anh chị em? Khi anh chị em yêu Chúa, chúng ta thấy tại sao ông Judas Iscariot ngăn không cho người đàn bà
đập bể chai dầu để sức trơn cho Chúa. Tại sao mà chị em? Bởi vì bản thân của ông không có cảm nhận được yêu Chúa đủ. Nhưng một người mà yêu Chúa hết lòng thì không có tiếc cái gì với Chúa. Kể cả chúng ta dành thời gian nhiều cho Chúa, chúng ta vẫn dành. Trong tình yêu nó có cái sự phung phí ở trong đó. Có những người nam yêu người nữ, thay vì tặng một cây nhánh hoa được rồi, đâu có cần nhiều, không, tặng một bó hoa. Bây giờ các cô gái nhận một bó, nhánh hoa với một bó hoa thì cái nào thích hơn? Bó hoa. Tại vì mình cảm nhận mình được trân trọng, phải không? Vậy thì cái ông mà ông mua một bó hoa đó, ông có phung phí không? Có phung phí. Và tôi nói bà chị em, trong tình yêu cứ phung phí. Có đúng không ạ? Tại vì trong phung phí trong tình yêu thì không có tính toán ở trong đó. Có một câu chuyện mà tôi thường hay dạy trong cái môn hôn nhân gia đình đó. Tôi cho các anh em xem. Câu chuyện đó là chỉ một cái tiếng em. Cái câu chuyện đó chỉ một tiếng em. Thì lúc mà yêu nhau đó, lúc nào cũng em rất là ngọt à. Nhưng mà khi mà đã cưới nhau rồi, thì vào cái ngày sinh nhật của vợ, thì chồng đi ra mua một cái bó hoa rất là đẹp, và đi trở về hào hứng muốn đem về để mà tặng vợ. Nhưng mà vợ vừa gặp thì nhìn chồng hỏi: "Gian nhiều đó." Thì ông chồng ông không dám nói nhiều, thay vì 400 ngàn ông nói có 200 ngàn à em. 200 ngàn? Anh phung phí vừa phải thôi. Phải anh để 200 ngàn anh mua con gà cho tôi, để tôi nấu ăn còn ngon hơn là cái bó hoa này. À, thấy ông chồng gì? Cục hứng luôn. Thế thì cái bó hoa với lại một con gà, cái nào quan trọng hơn? Cái nào đem lại cái ích lợi cho sức khỏe hơn? Con gà. Nhưng mà bó hoa nó sẽ làm đem lại cái kích lệ cho tinh thần, đúng không ạ? Vì các cô, lúc mà yêu nhau, cái người yêu đem lại tặng con gà với tặng bó hoa, nhận cái nào? Nhưng mà tại sao khi mà cưới nhau rồi thì lại đòi tặng con gà mà không tặng nhau nhận bó hoa? Chứ là cho nó thực dụng, phải không ạ? Thưa anh chị em, tôi nói mà chị em, Chúa chúng ta có lãng mạn không ạ? Nếu không lãng mạn thì Chúa không nhắc về tình yêu ban đầu, phải không? Chúa muốn chúng ta lãng mạn, Chúa muốn chúng ta bày tỏ tình yêu. Và tôi nói thật với anh chị em, tôi thường nói với ban nhạc á, làm sao đờn á, mình hát theo. Nhiều khi anh em căng quá, nó căng thẳng quá, đàn cứ tập chú vào cái đàn thôi, nhưng mà không có tập chú vào cái bài hát để thờ phượng Chúa. Tôi ngày xưa tôi cũng không vừa đàn, không vừa hát được. Nhưng tôi nói là Chúa ơi, cho con vừa đàn, con vừa hát được đi. Và thế là tôi tập riết, và cuối cùng là tôi vừa đàn, tôi vừa hát được. Ngày xưa tôi đàn mà tôi vừa hát là tôi hát một đường, tôi đàn một nẻo. Và nó nhảy lung tung ở trên. Nhưng mà cảm ơn Chúa đã cho tôi vừa đàn, vừa hát thờ phượng Chúa được. Cho nên cái buổi thờ phượng chúng ta không phải là một người thờ phượng, không phải là một người dẫn chương trình để thờ phượng, nhưng tất cả đều cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông bà chị em sẽ thấy được thiên đàng đầy dẫy ở tại nơi mà chúng ta thờ phượng Chúa. Amen. Cho nên trở lại đây, chúng ta thấy thờ phượng đó là dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Không phải chỉ ở đây mà thôi, nhưng mà khi chúng ta rời ở đây thì cái bày tỏ cái sự thờ phượng nó cũng được di chuyển theo. Tại vì đây là đền thờ. Ngay cả bước vào quán ăn, chúng ta cũng bày tỏ sự vinh hiển của Chúa tại đó, phải không? Tất cả nơi nào đó chúng ta đều bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, và người ta sẽ nhìn thấy chúng ta, người ta nhận biết rằng đây là con cái của Chúa. Ngay cả cầu nguyện trong cái quán ăn, tôi cũng đem lại có nhiều người tin Chúa nữa. Tôi từng kể mà cho em nghe đó. Tôi vào quán ăn, tôi cầu nguyện, và sau đó tôi mở mắt ra thì hai bạn tôi nó nhìn: "Ê, mày làm gì vậy?" Tôi nói: cầu nguyện là sao? À, cầu nguyện là tôi, đây là đồ ăn mình bỏ tiền ra mình mua, nhưng mà Chúa tạo nên cái hạt gạo, Chúa tạo nên thực phẩm này, mình cảm ơn Chúa về cái nguồn gốc Chúa cho. Ủa, mày đạo gì? Tôi đạo Tin Lành. Ủa, Tin Lành là mỗi lần ăn là phải cầu nguyện? Sao cái thằng bạn tao ở gần nhà nó vào ăn, mỗi lần ăn nó là bóp trán. Cứ mỗi lần mà vô quán ăn nó ngồi nó bóp trán, thì tao không biết nó làm gì. Không lẽ đây là cái giống nó làm phép, là bóp trán. Chắc chúng ta hiểu rồi, phải không ạ?
Bao nhiêu người đã từng vô ăn mà bóp chán rồi? Thật ra đó, ta muốn che lại không cho người ta nhìn thấy mình cầu nguyện. Và chúng ta cũng không nên bước vào trong quán ăn. Bây giờ chúng ta đến cầu nguyện: cứ lại Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Người ta sẽ gọi 113 hay là 115 để chở ông bà thì em tới bệnh viện luôn. Đó không có cần như vậy. Đơn giản tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa là đấng tạo hóa, tạo nên vật thực này cho chúng con. Con biết ơn Ngài. Chúng ta ăn. Vinh hiển danh của Chúa mỗi trong cái hành động của chúng ta. Rồi, Kinh Thánh nói gì? Đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này. Chúng ta xem đời này làm những gì. Cô-lô-se đoạn 2 câu 16. Cô-lô-se đoạn 2 câu 16 cho đến câu 23. Tôi sẽ đọc nhanh và chúng ta sẽ đọc với nhau ở trong câu số 22 và 23. Từ câu 16: Vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát. Ấy đều chỉ là bóng của những việc sẽ tới, còn hình ở trong Đấng Christ. Chớ để cho kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình dục và bởi tính xác thịt, nỗi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, và nhờ đầu đó mà cả thân thể xích đặt kết hiệp bởi các léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao để cho những thể lệ này ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ niếm, chớ rờ. Xin đọc câu 22 và 23 chung với nhau. Cả sự đó hãy dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý của loài người. Xin chiếu câu Kinh Thánh lên để Hội Thánh cùng đọc. Cô-lô-se đoạn 2 câu 22 và 23. Rồi xin ta đọc lại lần nữa. Cả sự đó hệ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi sự thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Chúng ta thấy hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi này, nhưng mà nó bao trùm cái phương cách thờ phượng của loài người theo ý riêng của họ. Vừa rồi chúng tôi làm lễ tang ở dưới Mỹ Tho, thì cảm ơn Chúa, ông này tin Chúa chỉ mới có mấy tháng thôi, ông bệnh và ông tin Chúa. Và cuối cùng sau 3-4 tháng thì ông qua đời. Trong thời gian ông bệnh và người ta biết ông tin Chúa, người ta không đi đến thăm, cả cái xóm nó không đến thăm. Nhưng mà khi ông nằm xuống thì ông quyết định cho các con là phải làm theo nghi thức Tin Lành. Vợ và đứa con trai cả là tin Chúa. Có nghĩa là trong nhà ông được 3 người tin Chúa. Và chúng tôi làm lễ tang. Cảm ơn Chúa lễ tang đó. Đến nỗi là những người xung quanh đó, họ nói chết gì mà thấy mê. Tức là chết mà có người đến thăm như vậy, thấy mê. Mà con cái Chúa đến, ngày nào cũng đến để giúp, rồi nấu ăn, rồi chạy bàn đủ kiểu hết, rồi khích lệ người trong gia đình. Đến khi mà trong cái qua cái lại đó thì được 4 người tin nhận Chúa. Và tôi hỏi cái cô lãnh đạo đó, hỏi rằng là em bao nhiêu người tin Chúa? Cô nói cả sớm. Thật ra thì không biết có cả sớm tin Chúa không, nhưng mà cả sớm nghe lời Chúa. Khi con rao giảng lời Chúa, lúc đầu thì họ ăn nhậu đó, làm đủ thứ hết. Nhưng mà cái người vợ đi ra và nói, và đây là cái ý nguyện của ông nhà tôi, đây là lúc thiêng liêng nhất, đó là được mục sư giảng lời Chúa. Xin quý vị đừng uống rượu, dừng lại một chút để chúng tôi làm lễ xong rồi hãy uống tiếp. Và rượu không phải gia đình mua, mà tự họ mua đến. Và cảm ơn Chúa, bắt đầu tất cả đều im lặng hết. Và tôi giảng có 20 phút đồng hồ. Cảm ơn Chúa. Sau đó thì chúng tôi đưa ra để an táng. Cái kết quả là có 4 người tin nhận Chúa trong những ngày đó, nhưng mà cả xóm đó đều nghe đạo Chúa. Rất là tuyệt vời. Dù trong cuộc sống lúc ông còn sống, ông chưa có đem một ai đến với Chúa cả, nhưng mà
khi ông qua đời thì ông lại đem nhiều người đến với Chúa. Tạ ơn Chúa. Nhưng có một cái sự việc nó xảy ra, đi ra tới ngoài để chôn, thì khi hạ nguyệt xong thì tôi làm lễ hạ nguyệt xong rồi cầu nguyện xong, thì có một anh em ở trong Chúa cũng là người tin nhận Chúa, người anh em này lại nói kêu người kia phải đem cái di ảnh lại để ngay cái đầu của cái mộ đó, để cho người ta biết đâu là đầu đâu là đuôi. Bây giờ theo ông bà chị em, chết rồi chỗ nào đầu chỗ nào đuôi được không ạ? Chôn ngồi, chôn đứng, chôn nằm, chôn nào là đẹp nhất ạ? Đánh phấn tha son hay là không cần ạ? Xin lỗi bà chị em, người ngoài còn lắc cái nút còn lắc lại nữa kìa. Cho nên đôi khi chúng ta cứ dùng những cái kinh nghiệm cũ, cái lề thói cũ mà chúng ta quên đi mất lời của Đức Chúa Trời. Người Pha-si nói rằng tại sao chúng tôi kiêng ăn mà môn đồ của thầy không kiêng ăn? Rồi tại sao chúng tôi rửa tay trước khi ăn còn môn đồ của thầy không rửa tay trước khi ăn? Cho nên các ngươi giữ theo lời truyền khẩu. Cái gì bên ngoài vào nó không có dơ giấy, nhưng mà từ trong ra nó mới là dơ giấy và ô uế. Cho nên ở đây đừng làm theo đời này. Cái từ đừng làm theo đời này trong nguyên nghĩa có nghĩa là đừng có khuôn rập, hay là đừng có bắt chước, đừng có ân trí những cái gì mà của đời. Chúng ta thấy ở Việt Nam của chúng ta, cái việc mà thờ cúng nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của con người. Và người ta đưa ra những cái chi tiết đốt cây nhang làm sao, lại làm sao, đưa qua đưa lại đồ gì đó. Tôi không còn nhớ nữa cái đó nữa, nhưng mà chắc có nhiều người còn nhớ. Và phải lại đúng kiểu Tôi thôi có người thì chỉ lại, chỉ quỳ cái đầu xuống thôi. Nhưng có ông kia, ông lại xong ông nằm mẹp xuống luôn, rồi ông ngồi lên. Ôi, và rất là vất vả. Tôi nhớ năm 96 khi chúng tôi có làm chứng cho một cái gia đình tên Chúa. Gia đình này là giáo viên ở Cu Chi. Thì đứa con nó còn nhỏ lắm, đứa con Úc á, nó mới có 8-9 tuổi thôi. Thì sau khi tin Chúa xong thì một ngày kia thì vào dịp Tết thì nó mới nói với mẹ là: mẹ, công nhận mình tin Chúa sướng thiệt mẹ. Thì mẹ nói: đúng rồi, tin Chúa mà không sướng cái gì mà sướng. Cái mẹ nó hỏi: ủa theo con thì sướng là sao? Dạ, hồi đó mình chưa tin Chúa, mỗi lần mà dọn lên đợi tàn cái nhang mình mới ăn, còn giờ tin Chúa cái mình ăn cơm liền, mình cảm ơn Chúa mình ăn liền, sướng thiệt mẹ. Đó là cách nghĩ của con trẻ, phải không? Dạ. Cho nên đừng có ưng trí theo đời này. Nhưng chúng ta làm gì? Ở đây nói là hãy đổi mới tâm thần mình. Dạ. Trong nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp, cái từ tâm thần ở đây đó là tâm trí. Xin anh chị em gạch dưới cái quyển Kinh Thánh cũ của mình á, còn cái bản hiệu đính đã sửa rồi, là đổi mới tâm trí. Cái sự đổi mới tâm trí do lời Chúa ở trong sách Tít chương 3 câu 5 thì nói rằng là chúng ta được lai sanh bởi Đức Chúa Trời và bởi Thánh Linh của Ngài. Còn ở trong Dân đoạn 15 câu 3, các ngươi được trong sạch nhờ lời ta bảo cho. Cho nên ở đây kêu gọi chúng ta là đổi mới tâm trí. Chúng ta cần phải làm sạch cái tâm trí của chúng ta, hay là phần xác thịt. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 7 câu 1. Xin chiếu máy để chúng ta cùng đọc câu này, Kinh Thánh này. Cô-rinh-tô 2 đoạn 7 câu 1, chúng ta đọc chung với nhau. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Câu này thì nói rằng cái sự nên thánh đó đã có trước rồi, tức là Chúa Ngài kể chúng ta là thánh khiết trước rồi. Nhưng mà chính chúng ta khi tin nhận Chúa rồi thì chúng ta cần phải làm cho sạch những cái sự dơ bẩn của xác thịt và phần thần linh. Tại sao chúng ta cần phải làm sạch? Thứ nhất, về phần thần linh, vì trước khi tin nhận Chúa chúng ta có giao ước với thế giới tà linh còn nhiều lắm, hứa cái này hứa cái kia. Lúc hoạn nạn khó khăn chúng ta cũng hứa, nào là hứa ăn chay, hứa cạo đầu, hứa đi tu, hứa này cái kia, thì đó là phần thần linh. Thì khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, chúng ta cần phải làm sạch cái điều này. Chúng ta nhân danh Chúa Giêsu làm sạch, hoặc là chúng ta từng đi coi bói, chúng ta tin vào tuổi của mình. Tôi rất ngạc nhiên ngày hôm nay nhiều con cái Chúa vẫn tin vào cái tuổi của mình. Hỏi sanh tuổi con gì? À, tuổi con chó. À, tuổi con heo. Không có, chúng ta không phải là tuổi con này con kia, do cái tập tục của người Trung Hoa truyền vào Việt Nam. Chúng ta tuổi con gì? Con người. Chúng ta tuổi con người. Có Kinh Thánh nói đàng hoàng nha. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 2,
chúng ta được Chúa đặt tên là người. Chúng ta không phải là đặt tên là Tí Sửu Dần Mèo Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dầu Tức Hợi. Cho nên khi mà hai người cưới nhau, yêu nhau là cứ tìm ông thầy bủ, ổng sẽ cho cái ngày rất là tốt cho nó hợp tuổi. Ai mà kêu là cái tuổi này kia, nói đây tôi là thầy nè, tôi coi tuổi cho, tôi coi ngày là đẹp luôn à. Ngày xưa coi đám cưới ngày này ngày kia, nhưng bây giờ là phải làm ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật. Tại vì sao? Làm mấy ngày kia chẳng ai đi, đúng không? Người vùng quê còn có kiểu nữa là không được tuổi là không được rước dâu, phải đi ở ngõ sau hoặc là dẹt cái lỗ chó chui vô, ghê lắm. Cho nên là chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta trong Chúa, chúng ta những cái lề thói đó, chúng ta được giải phóng. Rồi cái phần xác thịt là gì? Xác thịt nó bao gồm cả tâm trí. Tâm trí chúng ta đầy những cái điều dơ, có không? Đàn ông dơ theo kiểu đàn ông, đàn bà dơ theo kiểu đàn bà, thanh niên dơ theo kiểu thanh niên, thiếu nữ dơ theo kiểu thiếu nữ. Chúng ta đầy những cái sự dơ bẩn. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúng ta phải cần phải làm sạch những cái sự dơ bẩn phần xác thịt. Và muốn làm sạch thì phải có chất tẩy rửa mới làm sạch. Khi mà chúng ta có những tội lỗi với Chúa, chúng ta xưng ra thì Chúa là thành tín công bình, tha tội chúng ta, làm ta sạch mình điều gian ác. Nhưng mà để làm sạch cái tâm trí vốn chúng ta có nhiều cái thứ dơ bẩn đó, thì chúng ta cần cái gì ạ? Lời Chúa. Lời Chúa. Cho nên các ngươi được trong sạch nhờ lời ta bảo cho, hoặc là gì? Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, vì lời Cha là lẽ thật. Cho nên ngoài việc chúng ta nghe lời Chúa ở đây, hàng ngày anh chị em cần đến với lời của Chúa. Càng đọc nhiều thì cái tâm trí xác thịt chúng ta càng sạch. Nhưng mà đọc Kinh Thánh là nhớ đọc cho mình, chứ đừng đọc cho người khác nha. Đọc câu này, ô hay quá, phải chi có cái ông đó ở đây, ông nghe câu này là quá hay rồi. Chúa muốn chúng ta nghe lời Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy cái điều là lấy tâm thần, hay là thờ phượng Chúa bằng tâm thần là như thế nào? Ở trong sách Văn, Tin Lành Văn đoạn 4, câu 23 và 24. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Ở trong câu 22 Chúa nói như vậy: các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, còn chúng ta thờ lại sự chúng ta biết. Người đàn bà Samari này, họ cũng là người tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng trong đời sống của bà đầy dễ tội lỗi. Cho nên khi Chúa Giêsu Ngài chỉ cho bà thấy được nước của sự sống, thì lúc bây giờ bà nói: vậy thì tôi phải làm sao? Tổ phụ tôi thì thờ lại trên núi, còn dân Israel thì nói là thờ nơi đáng thờ lại phải là tại thành Jerusalem. Vậy thì thờ ở đâu cho đúng đây? Chúa nói: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, những kẻ thờ phượng thật là lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích. Tôi phân tích nhanh ở chỗ này. Sự thờ phượng bằng tâm thần, hay trong nguyên nghĩa là sự thờ phượng bằng tâm linh, hay là trong tâm linh và trong lẽ thật. Lời Cha tức là lẽ thật. Như vậy trong tâm linh của chúng ta có Thánh Linh Trời làm chủ. Và Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8 câu 14 đến câu 16 nói rằng: ai có Thánh Linh của Đức Trời dắt dẫn, người đó đều là con của Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng ta tin Chúa, có Thánh Linh của Chúa ấn chứng trong lòng chúng ta và có giá trị đến ngày cứu chuộc. Và Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta trong cái sự thờ phượng trong tâm linh. Còn lẽ thật đó là sự thờ phượng nó phải tương xứng với lời của Đức Chúa Trời. Tại sao ngày hôm nay chúng ta không lập cái lư hương bằng vàng giống như thời của các sứ đồ, xin lỗi, thời của ước? Tại sao chúng ta không có giết con thú để trên bàn thờ dân của lễ thiêu? Tại sao chúng ta không lấy huyết của con thú bôi lên cái trái tay của cái hữu của người, ngón tay cái và ngón chân cái? Tại sao chúng ta không lấy huyết để mà rải xung quanh cái bàn thờ? Tại sao? Tại sao chúng ta được ăn tất cả những con vật mà không phải kỵ con nào hết? Đây có một cô, nhớ là đã ngày xưa tôi làm đám gì
lễ báp têm. À, lễ báp têm cho cô này. Báp têm xong chúng tôi mới làm mì gói, rồi có thịt heo bằm bỏ vô ăn. Thầy ơi, em không ăn. Ủa, em ăn rồi hả? Dạ không, em chưa ăn. Sao em không ăn? Dạ em có không ăn thịt heo. Ủa, em ăn không ăn được thịt heo hay là em không ăn thịt heo? Dạ em không ăn thịt heo. Tự nhiên Chúa nói với tôi, người này đọc Kinh Thánh Lê Vi Ký. Tôi nói, em đọc Kinh Thánh, hết Kinh Thánh chưa? Dạ chưa, em đang đọc Cựu Ước. Em đọc trong sách Lê Vi Ký phải không? Dạ đúng rồi. Thì trong Lê Vi Ký nó là con heo là gì? Ngôn vật ô uế. Thế là tôi mở ra ở trong Timôthê nhất đoạn 4. Biết lẽ thật, cảm ơn Chúa, tất cả mọi vật trời đã dựng nên, chúng ta cảm tạ Chúa mà dùng lấy, nhờ sự cầu nguyện và lời Đức Trời mà vật đó nên thánh. Và sứ đồ Phi-rơ thì sao? Nhìn thấy một khải tượng có một cái khăn níu bốn chéo trên trời xuống đầy những con vật sạch và không sạch. Chúa nói hãy đến làm thịt mà ăn. Nó nói không, chưa bao giờ tôi cho những con vật dơ đẩn nó vô trong miệng. Chúa nói điều gì Đức Trời cầm bằng sạch thì là gì? Sạch. Như vậy nếu chúng ta thờ phượng Chúa thì chúng ta cần phải thờ phượng trong Thánh Linh để Chúa dẫn dắt. Nhiều người giải thích thờ phượng trong Thánh Linh là nói tiếng lạ. Tôi nói với chị em không đúng. Thờ phượng trong Thánh Linh có nghĩa là để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta trong sự thờ phượng. Chúng ta tập trung hoàn toàn và hướng về Chúa. Thánh Linh luôn luôn đến để tôn cao Chúa Giêsu. Còn trong sự thờ phượng chúng ta có thể hát theo tâm thần, tức là hát bằng tiếng lạ, có thể hát bằng trí khôn, là hát bằng nghe được. Chứ không phải thờ phượng bằng tâm thần là nói tiếng lạ là thờ phượng trong tâm thần, không phải. Khi anh em tương giao với Chúa, anh em có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ và anh em cũng có thể cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ. Nó không có phải gặp khuôn là tôi phải cầu nguyện bằng tiếng lạ hay là cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ. Vì đây chúng ta đang thờ phượng cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. Nhưng ở đây Chúa Giêsu dạy, các ngươi thờ phượng, đây là loại thờ phượng mà Cha ưa thích. Câu 23. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Như vậy chúng ta thờ phượng để cho Chúa ưa thích hay là cho người khác ưa thích à? Tại nơi đây chỉ có một mình Chúa ưa thích. Amen. Cần tập trung vào Chúa Ngài. Và Chúa ơi, mọi cái của lễ con dâng lên Chúa là Chúa ưa thích. Khi anh chị em dâng hiến, có phải là để con người quan sát hay là để Chúa ưa thích? Nếu chúng ta không hết lòng trong sự dâng hiến hay là dâng hiến vì vị lễ thì đó không phải là thờ phượng mà Chúa ưa thích. Từ ưa thích đây trong nguyên nghĩa nó còn có nghĩa là tìm kiếm. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Sự thờ phượng bằng lẽ thật đó là bằng lời của Đức Chúa Trời, có sự dẫn dắt hay là có sự bảo chứng của lời Chúa. Chúng ta trong giao ước mới, chúng ta thờ phượng theo cách mới của Thánh Linh chứ không theo cách cũ của văn tự. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô xin lỗi Roma đoạn 7 câu 6. Roma đoạn 7 câu 6. Rồi chúng ta đọc với nhau. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh chứ không theo cách cũ của văn tự. Vậy thì chúng ta không cần phải giết con vật để lấy huyết của nó. Nhưng ngày hôm nay, ngay khi chúng ta ca ngợi Chúa, đó là chúng ta đang dâng của lễ thiêu lên cho Chúa. Hebrew đoạn 13 câu 15. Chúng ta đọc chung câu kinh thánh này. Hebrew 13 câu 15. Xin bắt đầu. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Như vậy ngày nay chúng ta cậy Đức Chúa Giêsu để dâng tế lễ bằng gì? Lời ngợi khen. Sáng nay anh chị em dâng tế lễ chưa? Có rồi. Là của lễ nha. Còn khi hát ngợi khen là gì? Là tế lễ. Bằng cách dâng tế lễ bằng lời ngợi khen hay là lời ca ngợi cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh của Ngài ra. Ai biết cái bài hồn ngợi khen Chúa ạ? Hồn ngợi khen Chúa. Cái gì bay lên nè? Khi chúng ta hát như vậy, cái lưỡi của chúng ta bắt đầu gì?
ca ngợi danh của Ngài lên, đúng không ạ? Và cái lưỡi thì Gia Cơ nói cái lưỡi như là gì ạ? Lửa hồn ngợi khen Chúa. Chúng ta đang đốt cái của lễ lên cùng nhau, cái bằng danh Chúa Jehovah Sikinu, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Chúng ta đang ca ngợi danh của Ngài lên. Cho nên tôi khích lệ hội thánh từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, khi chúng ta thờ phượng hãy hết lòng tập trung để ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhiều người quan niệm sự thờ phượng chỉ là nghe lời Chúa. Thưa không, nghe lời Chúa chỉ là một phần của sự thờ phượng. Nó là đỉnh cao của sự thờ phượng. Bởi vì khi chúng ta thờ phượng mà tấm lòng chúng ta được trải ra với Chúa rồi, thì lúc bấy giờ hạt giống được gieo vào lời của Đức Chúa Trời, nó sẽ có kết quả. Và chúng ta nghe lời Chúa chúng ta tiếp nhận được. Còn không, xin lỗi mà chị em mới vào nghe lời Chúa nó lan man đủ thứ hết trơn, phải không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta thờ phượng Chúa theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa. Đây là loại thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Sự thờ phượng này đó là tập trung một cách hoàn toàn vào Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc của chúng ta. Hebrew đoạn 12 câu 2 ghi như thế này. Xin chiếu máy. Hebrew 12 câu 2. Xin bắt đầu. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhìn con người đó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn người thờ phượng để chúng ta có thể học tập theo cách thờ phượng. Nhưng mà thưa anh chị em, trên hết tất cả mọi thứ vẫn là chúng ta phải tập trung vào Chúa. Ngài phải được tôn chí cao. Và khi chúng ta tôn Ngài vinh hiển tuyệt đối, điều gì sẽ xảy ra? Ở trong Cựu Ước thì ghi như thế này, các vua nhất đoạn 8 câu 10 và câu 11. Các vua nhất đoạn 8 câu 10 và câu 11. Sải khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Wow. Từ đó mà chị em, khi chúng ta tập trung một cách tuyệt đối để thờ phượng Chúa một cách hết lòng, không bị chi phối, thì lúc bây giờ vinh quang của Chúa sẽ đầy dãy. Mà vinh quang của Chúa, Ngài hiện đến thì mới có vinh quang của Ngài. Tôi và anh chị em sẽ thấy vinh quang của Chúa. Trong vinh quang đó có sự chữa lành, trong vinh quang đó có sự giải cứu. Có lần khi tôi hát thờ phượng cao độ thì tà linh nó, những con người mà bị tà linh xuất hiện và nó phải té xuống trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta từng thấy rồi, phải không? Chịu không nổi, la hét và nó phải ra khỏi cái người đó. Đó là vinh quang của Chúa khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta không tập trung vào con người, chúng ta có yếu tố của con người, chúng ta cần có người hướng dẫn, còn có người đàn, cần có người hát dẫn. Nhưng mà đấng thờ phượng vẫn là một mình Chúa, chứ không phải là người khác. Chúng ta tôn trọng mục sư của mình, nhưng chúng ta không tôn thờ mục sư của mình, vì mục sư cũng là con người. Và chỉ có Chúa được tôn chí cao, Ngài đáng được tôn cao. Và tôi khích lệ những anh chị em hướng dẫn cũng vậy, làm sao đưa dân sự của Chúa là tập trung một mình Chúa, đừng tập trung vào những cái lễ nghi, những cái nghi thức nó rườm rà. Chúng ta không cần những cái nghi thức rườm rà đó Chúa mới hiện diện. Chúng ta cần cái lễ nghi nó có sự trật tự, nhưng mà lễ nghi không dẫn sự hiện diện của Chúa đến với chúng ta. Nhưng mà tấm lòng, hết lòng thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, thì Chúa, Ngài sẽ đến với chúng ta. Sự thờ phượng phải lẽ, hay là sự thờ phượng mà Cha tìm kiếm, là sự thờ phượng theo lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho để tôn bà chị em, khi chúng ta tập trung vào Chúa hoàn toàn, thì tôi nói bà chị em, không có một cái điều gì mà Chúa không làm trên đời sống của chúng ta được. Mọi bừng bực than vãn nó phải trốn khi chúng ta hết lòng ca ngợi Chúa. Mọi nan đề nó phải chạy trốn. Nó vẫn có nan đề, và tuần nào cũng có nan đề, ngày nào cũng có nan đề. Nhưng mà nan đề nó phải chạy trốn khi chúng ta hết lòng để ca ngợi Chúa. Đôi khi nan đề vẫn còn đó, nhưng Chúa ban sức lực để tôn bà chị em vượt qua được nan đề đó một cách mạnh mẽ. Có những lúc chúng ta thờ phượng Chúa hết lòng, nhưng nan đề vẫn nằm đó. Chúng ta phải vượt qua nan đề bằng sức mạnh của Chúa. Và tôi khích lệ tất cả bà chị em, chúng ta khi đến thờ phượng Chúa, hãy gác tất cả mọi thứ qua một bên, để rồi chúng ta tập trung thờ phượng Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Mong làm sao chúng ta sẽ không có dùng đến điện thoại trong thời gian thờ phượng Chúa, bởi vì nó sẽ bị, vẫn còn bị chi phối. Tôi thật sự tôi dùng điện thoại là tại vì tôi soạn bài giảng ở trong đây. Khi mà cho em thấy một sự dùng điện thoại, mình cũng dùng điện thoại. Tôi dùng điện thoại để tra cứu bài giảng, còn quý vị dùng điện thoại để chát chít thì nó khác, đúng không?
Tôi cũng ước mong có một cái máy tính bảng để mình có thể mình soạn nó dễ hơn, nhưng mà nó không có gọn bằng cái điện thoại là khi mình dùng nó. Chúa ngài cần chúng ta thờ phượng thật. Amen. Đó là sự thờ phượng mà Chúa tìm kiếm. Chúng ta nói với người bên cạnh, Chúa tìm kiếm người thờ phượng thật. Đó là anh, đó là chị. Amen. Chúa tìm kiếm những người thờ phượng thật. Bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau đến, chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng tôn thờ Chúa.